Chào cô và tất cả các bạn. Hôm nay em xin trình bày về Request and Response. Trước khi đi vào giải thích code thì em sẽ demo về ba ví dụ này. Request info. Chúng ta sẽ có mấy cái method get. Đây là toàn bộ những phương thức mà client request lại cho server. Đến ví dụ thứ hai là phép cộng. Khi em nhập giá trị 2 và 3, submit thì sẽ cho ra kết quả respond lại là 5. Ví dụ thứ ba là Westbook. Trong ví dụ này sẽ đi tìm hiểu về về thêm thêm edit và delay. Trong mạch comment tên và mess này đã được thêm vô edit sửa, em sẽ sửa và tên thêm 123, hello cũng thêm 123, submit và đã được sửa nội dung này và delete nội dung đã bị xóa rồi. Đi vào code, tên chính là quest book. Trời trời điên rồi. Request info. Cái câu trả giờ đi câu của mày được bao nhiêu nhận đi. Có những cái method, cái context URL nãy đã demo là đó chính là cái request đây, request cái yêu cầu của client, cái phương thức yêu cầu của client. Cái chính là cái URL, UI và địa chỉ của remote app, địa chỉ của project trong máy em. Rồi, qua ví dụ thứ hai đó chính là ví dụ phép cộng. Khi click vô add thì nó sẽ hiện ra cái HTML của phép cộng gồm có nhập A và nhập B và submit. Đây chính là function. Khi click và submit thì nó sẽ chuyển tới servlet có tên là add. Trong add nó sẽ nhận nó được cái request của HTML. Khi mình nhập vào số A và số B nào đó thì get parameter nó sẽ nhận về giá trị AB đây. Được ép kiểu về integer. Bởi vì khi nhập giá trị AB đó nó chỉ là một cái tự, nó chưa biết xác định nó là một con số hay là gì cả. Vì thế về về đến server thì nó ép kiểu về integer để respond lại client. Chúng ta sẽ có out.print. Out này được định nghĩa bằng respond get writer. Đây đây chính là phép cộng.
Và được hiển thị vào màn hình bằng A cộng B. Bằng A cộng B. Rồi qua ví dụ thứ ba. Ví dụ về thì quét quét bút. Trước khi nói về edit, delete và add comment thì chúng ta sẽ nói về kịch bản. Gồm có hai tên mặc định là John Hello và True Nightside. Ở đây chúng ta phải tạo một cái đối tượng, cái môi trường web book entry, cái class ở đây, cái book entry bao gồm get name và get mess, set name set mess có kiểu trở về là string. Facebook ở đây sẽ tạo một cái mảng, một cái danh sách được ép kiểu về Facebook entry, kiểu string entry. Entry này sẽ cái mảng này từng giá trị phần tử trong mảng sẽ được add vào hai giá trị là John Hello tương ứng với lại mess và tương ứng với name với lại mess. Facebook entry, một cái đối tượng. Liên kết với server là contact. Đây là bộ attribute. Tạo một cái attribute entry. Entry này qua GSP Facebook. Nó sẽ import vào until list và model Facebook entry. Tạo một cái danh sách và cho dòng for chạy từ 0. Chạy từ 0 cho đến đến entry cuối cùng. Get y. Lấy từng cái name và message. Cái này một cái table. Tạo một cái table. Và edit đi này. Hai. Thì em đi đến phần soạn. Đến phần gì rồi? Phần add comment. A comment. Khi click vào a comment thì sẽ hiện ra một cái bảng. Bảng này chứa một cái tag, chứa cái tag input, chứa tag input name, input mess.
click và add comment rồi. Tôi sẽ đến comment đây. Của xem lại. Nó add các giá trị vừa được request. Vừa được request vào. Vào trong một cái list của entry và respond ra bằng cách gọi lại webbook. Qua đây phải edit. Khi click vào edit thì sẽ hiện ra một cái bảng edit. Edit này nó lấy cái entry là hiện lên cái text message và text của name để mình dễ dàng sửa xong nó submit thì nó vô edit rồi edit servlet. Trên cái servlet này cái entry đó nó sẽ ánh xạ tới cái vị trí cái index này để đem cái vị trí nào của name và match để nó set lại, để nó set name, set match rồi đưa lên client bằng cách respond lại select. Rồi đến phần xóa này một điểm lưu ý cơ bản đó chính là remove cái danh sách mảng entry này nó sẽ remove bằng cách xác định cái index ở trong bảng Facebook và gọi đến cái campaign index đó rồi remove và load lại. Cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi.